Vân Anh xin kính chào các khán giả của VNTV. Thưa quý vị, một lần nữa chương trình Tôn giáo và đời sống ngày hôm nay lại trở lại với chúng ta với sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Sang, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành North San Diego. Vân Anh xin kính chào Mục sư. Dạ, kính chào cô Vân Anh. Thưa quý vị, trong lần trước Mục sư Nguyễn Sang đã chia sẻ với chúng ta, cho chúng ta biết là tại sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời và Tin Lành là gì. Ngày hôm nay, Vân Anh xin được hỏi Mục sư, đó là chúng ta biết sự hiện diện của con người đã có rất là lâu trên trái đất này. Thì với một người có đức tin với Đức Chúa Trời, Mục sư có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết là con người từ đâu ra không, Mục sư? Vâng, dạ. Cảm ơn cô Vân Anh và kính chào quý khán thính giả. Hôm nay tôi muốn trình bày đến quý vị qua cái câu hỏi của cô Vân Anh, con người từ đâu mà đến. Đây là một câu hỏi mà có thể nói rằng dai dẳng rất lâu trong lịch sử của con người. Có hai cái vấn đề mà chúng ta có thể giải thích câu hỏi này. Thứ nhất đó là về thuyết tiến hóa. Thuyết này cho rằng tất cả các vật sống đều tiến hóa từ một cái hữu thể rất là đơn giản, gồm một tế bào sống. Tế bào ấy nảy nở từ một cái hữu thể vô cơ hàng tỷ năm. Và bằng cách nào đó, tế bào này tự sinh thêm hàng triệu tế bào sống khác. Từ đó, các sinh vật độc bào này lần lần tiến hóa thành các giống vật và thực vật mà chúng ta thấy ngày nay. Nhưng mà thuyết này có nhiều điểm không giải thích được. Như là thứ nhất, các vật sống chỉ đến từ vật sống mà thôi. Không thể là đến từ vật bất động được. Cho nên các thứ bất động không thể sinh sự sống, cho dù tiên sự sống đến từ vật vô cơ và gọi là thế hệ tự nảy sinh. Nhưng mà ông Pasteur, ông đã từng chứng minh được rằng sự kiện tự phát đó không bao giờ có. Nếu mà hàng tỷ năm về trước có được điều đó thì nó là một phép lạ. Cái vấn đề thứ hai là những tế bào tiên khởi nhỏ xíu đó dễ bị chết, khó tồn tại ngoại trừ có một biến cố lạ lùng giữ cho nó sống. Cái điểm thứ ba đó là cái gì hướng dẫn tiến trình tiến hóa để tạo thành những động vật hay là thực vật. Theo thứ tự như chúng ta thấy, có vài nhà khoa học cho rằng mỗi tế bào sống đó có một sức mạnh kỳ bí hướng dẫn nó trong sự tiến hóa. Nhưng mà sức mạnh kỳ bí đó đến từ đâu và nó điều động như thế nào thì không ai biết. Cái điểm thứ ba, nếu sự tiến hóa này xảy ra từ từ theo sự lừa lọc thiên nhiên thì tất không đủ thời gian tạo nên muôn vật trên thế giới mà chúng ta thấy ngày nay. Và cái điểm cuối cùng đó là nhiều khoa học gia nghiên cứu các địa khai của động vật và thực vật trong đá và họ đã không tìm ra các loại vật chuyển tiếp. Mỗi giống vật xuất hiện thình lình và y hệt như những loài chúng ta thấy hiện nay. Khoa học gia phải giải thích rằng tại vì sự tiến hóa diễn ra theo các bước nhảy qua bậc hay là theo sự biến dạng. Hầu hết các biến dạng ngày nay đều có hại và làm chết các vật sống. Cho nên, bởi những phép lạ nào mà các biến dạng thời xưa hoàn hảo, chắc chắn phải có một ai đó kiểm soát chúng. Mục sư, đó là cái sự hình thành của con người theo thuyết tiến hóa, phải không, Mục sư? Vâng, thuyết tiến hóa. Mà cái thuyết tiến hóa đó, đó là thường thường chúng ta hay nghe hay giải thích ở trong trường học hoặc là trên lĩnh vực khoa học, phải không, Mục sư? Vâng. Cái thứ hai nói về cái nguồn gốc con người, đó là thuyết sáng tạo. Đa số khoa học gia thì họ tin rằng Đức Chúa Trời tạo nên tất cả các loài vật rồi tự chúng sinh sôi nảy nở theo thứ tự mà ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 của Thánh Kinh. Không có ai chứng kiến cuộc sáng tạo vũ trụ và sự khởi đầu của sự sống. Thật ra thì làm sao chúng ta có thể chứng kiến được? Kinh Thánh cho biết ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Chính Đức Chúa Trời tạo nên con người, tạo nên vũ trụ và Ngài là đấng khôn ngoan, quyền năng. Ngài đã dựng nên vũ trụ, muôn vật và loài người và bảo tồn nó. Theo như chúng ta có thể biết một cách cụ thể là trái đất mình đang sống. Trái đất của chúng ta quay quanh mặt trời với một tốc độ nhanh kinh khủng. Và hàng tỷ năm rồi mà trái đất này quay quanh mặt trời nó không xích xa mà cũng không xích lại gần. Nếu xích lại gần thì trái đất này sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Nhưng mà nếu nó giang xa khỏi mặt trời thì nó sẽ bị đóng băng. Như vậy chúng ta biết rằng Thượng Đế đã dựng nên vũ trụ này và chính Thượng Đế đã bảo tồn vũ trụ này cho đến ngày nay.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người là loài cao quý, có linh hồn sống giống như hình ảnh của Chúa. Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta tương giao với Chúa. Muốn chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì cái đó tóm lại, Thượng Đế là Đấng đã dựng nên vũ trụ, muôn vật và loài người chúng ta. Thánh Hiền cũng có câu, thiên sanh vạn vật, duy nhân tối linh. Dạ vâng. Như vậy, mục sư vừa mới chia sẻ với chúng ta sự hình thành của con người qua thuyết tiến hóa và thuyết sáng tạo, phải không mục sư? Như vậy, mục sư có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả được biết đó, về sự sáng tạo vũ trụ cũng như là sự tạo dựng con người như thế nào, mục sư? Trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời lấy đất, Ngài nán ly hình người, rồi Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi, loài người trở nên một loài có sinh linh, có nghĩa là có linh hồn. Cho nên cái câu mà Thánh Hiền nói rằng trời sinh ra vạn vật, chỉ có loài người là loài tối linh, tức là loài người có linh hồn. Cho nên cô Văn Anh thấy rằng khi mình đi ra gặp bất cứ một cái con vật nào, dù nó lớn hay là nhỏ, mà khi nó chết thì mình gọi nó là nó chết, phải không? Con voi chết hay là con cá chết, con kiến chết. Nhưng mà nếu một người nào dù lớn hay nhỏ thì mình nghe người ta thường hay gọi là cháu đó, hoặc cụ đó, hoặc ông đó, bà đó qua đời. Qua đời có nghĩa là bỏ đời này mà qua đời sau. Như vậy thì thưa quý vị, sách truyền đạo trong Kinh Thánh có ghi như thế này: hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng tiêu tan, và trước khi vò vỡ ra bên suối, bánh xe gã ra trên giếng, và bụi tro trở về đất như nguyên cũ, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban nó. Ông Solomon, ông nói đến cái hình ảnh của một người khi lớn tuổi và đối diện với sự chết. Cho nên con người khi Đức Chúa Trời dựng nên và sống đi trần gian này, rồi khi đến tuổi qua đời, tất cả con người đều phải trở về đối diện với Thượng Đế. Dạ vâng. Dạ thưa mục sư, như vậy mục sư nói là con người, sự tán tạo đến con người là từ đất sét, phải không mục sư? Đức Chúa Trời lấy đất nán lên hình người. Dạ. Vâng. Dạ, cho nên con người mình là bụi đất đó. Dạ vâng. Tức là người ta hay nói là trở về cát bụi. Trở về cát bụi. Và khi mà mình nói là qua đời á, có nghĩa là sau cái cuộc đời này, sau khi mà chúng ta từ giã cuộc đời này thì sẽ có một cái cuộc sống khác tiếp diễn với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, phải không mục sư? Vâng. Nếu mà cái người đó có niềm tin với Đức Chúa Trời, phải không mục sư? Dạ, mục sư có thể giải thích thêm. Theo như Kinh Thánh chép rằng loài người phải chết một lần để chịu phán xét. Và ở trong sách truyền đạo Kinh Thánh cho biết rằng khi loài người chết thì thân thể mình là bụi tro, trở về đất như nguyên cũ, và thần linh phải trở về nơi Đấng dựng nên, tức là Đức Chúa Trời. Việt Nam mình có một câu rất là hay, người ta nói rằng người đời một cảnh mà hai quê, sống thì gửi, thác thì về. Cho nên chúng ta sống trên trần gian này, mặc dầu tại Việt Nam hay là trên đất nước Hoa Kỳ, hoặc bất cứ một nơi nào trên thế giới này, thì nơi đó cũng chỉ là nơi mà chúng ta sống tạm thôi. Cho nên Thánh Kinh nói rằng con dân của Đức Chúa Trời trên đất này, hay là cơ đốc nhân, là những khách bộ hành trên đất. Chúng ta chỉ ở đây là ở tạm thôi, vì nơi đây là không phải là quê hương thật của chúng ta. Cái tư tưởng đó mà Vinh Anh thấy rất là hay mục sư. Như vậy thì chúng ta sẽ, khi mà cái ngày mà từ giã cõi đời, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và sẽ cảm thấy là không có sợ cái chết, không mục sư? Thật sự nói là con người không sợ chết thì cái đó mình nói cũng hơi hơi quá. Dạ. Ai cũng sợ chết cả. Nhưng mà mình biết được rằng sau khi chết mình đi đâu thì mình vững tâm, không sợ. Vì cái đó, khi mà người tin Chúa thì biết rằng trong trần gian cuộc sống này là một cuộc sống tạm gửi. Và khi mình qua đời thì mình sẽ được về ở với Chúa trên thiên quốc. Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều trong buổi chia sẻ ngày hôm nay trong chương trình Tôn Giáo và Đời Sống. Và chắc chắn là mục sư Nguyễn Sang sẽ trở lại với chúng ta trong những lần phát hình kỳ tới với những cái đề tài thú vị hơn cho những người đã có niềm tin với Đức Chúa Trời và chưa có niềm tin với Đức Chúa Trời. Chúng ta đều cũng có thể chia sẻ với nhau, phải không mục sư? Cảm ơn mục sư rất là nhiều và chúc mục sư khỏe mạnh trong những công tác sắp tới của hội.